Chương trình thanh nhạc 1 gồm 5 mẫu khởi động, 11 mẫu luyện thanh và các bài áp dụng. Các mẫu khởi động rung môi và rung lưỡi còn được dùng thường xuyên để luyện hơi thở cho có năng lực, giúp chuyển giọng ngực sang giọng óc được dễ dàng, tạo tiền đề cho việc mở rộng âm vực giọng ca. Vì vậy, cần luyện tập rung môi hoặc rung lưỡi hàng ngày mới mong có tiến bộ. Sau đây là mẫu khởi động 1, ngậm miệng âm. Đầu lưỡi đặt nằm dưới đáy miệng, tạo khoảng trống trong miệng, để âm thanh rung lên trong miệng và trong mũi. Bạn chuẩn bị hấp hơi và hát theo tiếng đàn. Mời bạn hát tiếp.